Với việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá thêm ít nhất là 10 trận đấu nữa. Theo điều lệ, 12 đội giành quyền đi tiếp sẽ được bốc thăm chia thành hai bảng và thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Các đội xếp nhất và nhì bảng sẽ được dự vòng chung kết World Cup. Còn nếu đứng ở vị trí thứ 3, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến vào vòng loại thứ 4 với thể thức đá playoff với đội chính khu vực châu Á và sau đó là một đội ngoài châu lục để giành vé vớt đi World Cup. Ngay sau khi xác định 12 đội đi tiếp, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành phân loại hạt giống và đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm cuối cùng với Liban. Theo kế hoạch, các trận đấu của vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Dying.